chỗ chỗ cổ này là mình thỉnh thoảng mình cứ cảm giác như là nó bị trống trống ở đấy. Nhưng mà em có hay bị ho thường xuyên không? Không, em ít ho lắm, em cũng hay để ý nếu mà lạnh là em quàng khăn luôn nên là ít ho. Vậy tốt á. Nếu mà bị có nhiều bạn ở công ty mình đã bị kiểu bị hết COVID rồi mà còn bị ho á, chắc là mấy người đó phải đi khám phổi là. Vâng. Ok, Thế bắt những đầu người mà nha. COVID thì có mệt nhiều không? Mình hả? Mình lúc đầu mình bị sốt, sốt xong mình tưởng là mình bị cảm. Xong đi mua que test về test. Test xong bị sốt thêm một hôm nữa rồi uống thuốc rồi xông hơi các thứ rồi thấy cũng nhanh khỏi, không có bị mất vị giác. Vâng, thì chỉ có mỗi bị sốt ạ. Sốt với lại ho, đau cổ, rát cổ, xong xông hơi quá trời, với lại uống cái thuốc đặc trị COVID đó. Thấy nó cũng Vâng. nhanh hết Ở trong đấy em thấy là ở trong đấy là có cái đơn điều trị COVID nhưng ngoài này là không có đâu. Giờ có triệu chứng gì là uống cái đấy thôi. mình nghĩ cái thuốc đó là bán cả nước chứ ta, chỗ mua ở nhà thuốc Long Châu á. Không, nó có đơn hẳn hoi, tại vì là chỗ em ấy là cũng có một anh cũng có người nhà ở trong miền Nam ấy. Thì ở trong đấy là nhà thuốc có hẳn đơn luôn để điều trị COVID thì anh ấy nhờ chuyển từ trong ra. Còn ngoài này là không có đơn như thế đâu. Mình cũng không có đơn gì đâu, tới rồi nói bị F0 người ta bán cho cái hộp đó một liều của nó là uống 5 ngày rồi uống hết 5 ngày thôi. Vâng. Như em thì em uống thanh lương thảo bên Thầy Cương ấy. Cái đó mát người đúng không? Nhưng em lại không không sốt mấy đâu nhá, em chỉ bị nó cứ kiểu hơi gai gai người mất một hôm, mỏi người với lại đau đầu mặt chứ em không sốt mấy. Vậy người đề kháng tốt. Vâng. Người Rồi có một chào vị mọi giác người. là phong độ vẫn giữ nguyên. Cảm ơn Phật. Rồi chào mọi người nha. Nay mình chia sẻ đầu giờ. Dạo này mọi người có đọc báo, có theo dõi cái vụ việc là có một người mẹ đại ý là phát hiện con của mình vô mấy cái web 18 cộng á, rồi tịch thu điện thoại con cái thứ. Mọi người có theo dõi cái trường hợp đó người có hay đọc báo không? Nhà nhà nghệ sĩ Xuân Bắc á. Thì sau sau khi cái việc đó nó xảy ra thì cũng có nhiều bài báo ở trên báo họ viết và họ cũng đề xuất một số cái giải pháp để để xử lý cái tình huống đó. Hôm nay mình muốn chia sẻ mọi người thêm chút xíu thông tin về cái việc đó thôi. Cũng thực ra mình cũng không có bàn đến cái phần giải pháp nữa, tức là cái cách mình xử lý tình huống như thế nào. Tại vì cái đó các chuyên gia tâm lý, các nhà sư phạm họ phân tích, họ mổ xẻ trên báo cũng nhiều. Nhưng mà ở đây mình muốn chia sẻ thêm cho mọi người một số cái thông tin về khoa học á, để mình có cái nhìn nó gọi là nó tương đối khách quan, trung lập về cái vấn đề đó, để từ đó là mình giống như là nó cung cấp thêm cái cơ sở để mình đưa ra quyết định mình sẽ làm gì khi mà giả sử con của mình nó bị cái tương tự như vậy thì mình sẽ làm gì với con của mình. Mọi người ai cũng biết là loài người là loài tiến hóa nhất trong tất cả các loài động vật đúng không? Ở loài người á, nó có nhiều cái đặc điểm mà các loài động vật khác nó không có. Ví dụ kể những cái cơ bản nè. Loài người là loài duy nhất mà cái ngón cái nè mọi người, cái nó chạm được vô bốn cái ngón trỏ, bốn cái ngón còn lại là bốn ngón đối diện ạ. Con khỉ cái tay nó cũng giống mình nhưng mà cái ngón cái nó không có thể chạm cho bốn ngón còn lại được, mà cái tay khỉ cái ngón cái nó chỉ ngắn như vậy rồi. Đó, dù nó bám vô cành cây thì nó sẽ bám như vậy đó, thì cái ngón cái nó không có bám như vậy giống như mình. Thì đó là một trong những điểm mà con người mình tiến hóa hơn các loài động vật khác rồi, cái đó dễ hiểu rồi đúng không, dễ dễ nhận biết. Thứ hai nữa
là về cấu tạo não bộ con người á, nó cái não của con người khác với những cái loài động vật khác là nó có cái lớp vỏ não. Cái lớp vỏ não đó nó giống như là nó là cái kết quả của cái quá trình tiến hóa các giống loài hàng triệu năm tạo ra cái lớp vỏ não đó, và nhờ đó mà cái quá trình suy nghĩ nhận thức của con người nó cũng khác với các loài động vật khác luôn. Ở trong khoa học người ta có một cái từ đó là siêu nhận thức. Siêu nhận thức có nghĩa là nhận thức về sự nhận thức, có nghĩa là mình nhận thức về thế giới đúng không, con vật nó cũng nhận thức về thế giới thông qua năm giác quan: tai thì nghe, mũi thì ngửi, lưỡi thì nếm, da thì sờ, mắt thì nhìn thấy, đúng không? À, năm nhìn năm giác quan. À, các loài động vật khác nó cũng nhận thức thế giới thông qua những giác quan đó không, nhưng mà con người nó khác ở chỗ là nó có sự nhận thức về quá trình nhận thức luôn mọi người. Những câu hỏi nó mang tính triết luận cao á, ví dụ như là tôi là ai nè, tôi đến thế giới này để làm gì nè, tôi sinh ra sứ mệnh cuộc đời tôi là để làm gì đó. Con người tự đặt những câu hỏi như vậy để nhận thức về chính bản thân mình, hoặc là thậm chí là trong những cái tình huống gì đó bạn đưa ra quyết định là à, tôi sẽ làm phương án A, phương án B, phương án C, và con người có một quá trình nhận thức đó là tại sao mình lại đưa ra cái quyết định đó. Cái quyết định đó là giống như con cũng giống như các loài động vật đúng không mọi người, nó nhìn thấy một bầy hươu và nó đưa ra quyết định là nó sẽ chọn cái con hươu nào để nó săn đuổi, nó sẽ chọn cái con nào mà già yếu nhất chạy không nổi, hoặc những con non không chạy được nó sẽ tách ra khỏi bầy đàn và tấn công trước, đúng không? Đó là con vật nó cũng có khả năng đưa ra quyết định. Nhưng mà có thể là các nhà khoa học cũng người ta cũng thống nhất một cái luận điểm, đó là con vật đó, nó không có suy nghĩ về quá trình đưa ra quyết định, tức là nó không có suy nghĩ là tại sao nó lại quyết định như vậy, nhưng mà con người thì có. Tức là nhận thức về quá trình nhận thức của mình đó, cái đó gọi là siêu nhận thức. Ví dụ khi mình đưa ra quyết định thì mình có thể con người tự hỏi là à, tôi đưa ra quyết định đó là dựa trên những cái sự thật, những cái con số, những cái số liệu chứng minh, những cái suy luận logic, hay tôi đơn giản là chỉ đưa ra quyết định dựa trên cái cảm xúc, cái thói quen của mình. Đó. Người ta đặt ra những câu hỏi đó, tức là người ta nhận thức về cái quá trình nhận thức của mình đối với thế giới thì gọi là quá trình siêu nhận thức. Là con vật nó không có, con người có. Đó là kết quả của quá trình tiến hóa hàng triệu năm. Rồi tiếp tục nè, cái này mình sẽ đi đi trực tiếp vào vấn đề nè. Các loài động vật á nó quan hệ tình dục khi nào mọi người biết không? Đây toàn là bố mẹ không đúng không, thoải mái thảo luận. Mọi người có biết các loài động vật á khi nào thì các loài động vật nó sẽ quan hệ tình dục không? Nó giao phối á. Chat nha, chat vô chat. Mọi người có biết khi nào thì các loài động vật nó thực hiện cái hành vi giao phối không? Hay con người thì gọi là quan hệ tình dục không? Khi nào thì các loài động vật nó sẽ giao phối với nhau, tức là các con trong cùng một giống loài đó, khi nào thì những con chó nó sẽ tìm đến nhau để nó giao phối, khi nào thì những con cá nó sẽ tìm đến nhau để nó giao phối. Mọi người có biết khi nào thì các loài động vật nó giao phối không? Cái này là mình đang bàn, tức là mình đang nhìn nhận một vấn đề ở dưới khía cạnh của những người giống như là nghiên cứu khoa học á. Để mình đánh giá vấn đề một cách khách quan nhất có thể ha. Bạn Khoa không biết, các bạn nào bố mẹ nào có ý kiến như có ý tưởng gì không mọi người, khi nào thì các loài động vật nó sẽ thực hiện cái hành vi giao phối bất kể các loài nào trừ con người rồi. Con sư tử nè, khi nào thì con sư tử nó sẽ giao phối, khi nào thì con hươu nó sẽ giao phối, mọi người có biết không, có đoán không, có đoán đoán ra được khi nào thì nó sẽ giao phối không? Đến tuổi. Ồ, cảm ơn Hồng, tức là đến đến cái giai đoạn trưởng thành đúng không? Ok rồi, vậy Long chia sẻ cho mọi người nha. Hello Hồng, con F0 chưa?
Rồi rồi luôn. Rồi, chào cô. Bị mới chào cô Hồng á, bị chạy vô rồi. À, chào Bi. Cô Hồng chào con này, con vô ngủ với hai, vô đọc sách. Rồi, mình thảo luận tiếp nha. Nãy mới thấy bạn nào chắc. Đến tuổi trưởng thành. Rồi, cảm ơn Thoa. Thì giờ mình sẽ tìm hiểu thêm chút xíu đến giai đoạn trưởng thành và tới chu kỳ sinh sản. Cảm ơn Hương. Đến tuổi trưởng thành là đúng mắt đến tuổi, tức là khi mà các loài động vật đó, nó có đủ khả năng, cái cơ thể của nó phát triển đến cái giai đoạn nào đó, nó đủ khả năng để nó giao phối, thì lúc đó nó sẽ giao phối. Và các loài động vật đó, nó có một đặc điểm chung là khi các con vật, các loài động vật nó cần duy trì nòi giống thì nó sẽ tìm đến nhau để giao phối. Nó giao phối trong cái mùa sinh sản. Mỗi loài nó có một cái mùa riêng. Cái này là kiến thức phổ thông đúng không mọi người, mình dễ chấp nhận đúng không? Mà sự thật nó là như vậy. Các loài động vật nó chỉ tìm đến nhau để nó giao phối và với mục đích duy nhất là để con, để có em bé, để duy trì nòi giống. Và các loài động vật nó cũng có quá trình chọn lọc tự nhiên luôn mọi người. Tức là những con đực á, nó sẽ chiến đấu với nhau. Và chỉ có con đực nào mà khỏe mạnh á, thì sẽ được quyền giao phối với những con cái. Thì cái đó là một quá trình chọn lọc tự nhiên. Tại vì chắc chắn là nó phải lựa ra những cái giống nòi, cái gen tốt nhất để nó duy trì, nó lưu truyền cho thế hệ sau rồi. Cho nên là đó là một quá trình chọn lọc tự nhiên của các loài động vật. Rồi mình mới bàn tới con người. Con người thì cũng nó cũng hơi khác với các loài động vật chút xíu. Thực ra có hai loài khác tất cả các loài còn lại, đó là loài tinh tinh với loài người. Loài tinh tinh với loài người á, hơi khác với các loài khác chút xíu, đó là ngoài cái, tức là cái hành vi giao phối á, ngoài cái mục đích là để duy trì nòi giống, thì cái loài tinh tinh với loài người xem cái, tức là sử dụng cái hành vi giao phối đó với mục đích không phải để duy trì nòi giống như là để gọi là để giải trí á. Là chỉ có loài tinh tinh với loài người là như vậy mọi người. Thì ở dưới góc độ, góc nhìn của người làm khoa học nè, thì mọi người thấy đó là một sự tiến bộ hay một sự thụt lùi trong quá trình tiến hóa? Nó chắc chắn là một sự tiến bộ đúng không? Thỏa mãn nhu cầu sinh lý. À, cảm ơn Hương. Là chỉ có loài tinh tinh với loài người là nó như vậy mọi người. Tức là những cái con vật khác, con chó, con mèo, con cá, con gì đó, khi nào nó cần duy trì nòi giống, nó cần để em bé, thì nó sẽ quan hệ tình dục, nó sẽ giao phối. Chỉ có con tinh tinh với con người là ngoài cái mục đích là để duy trì nòi giống, thì có một cái mục đích khác, đó là để giống như là giảm stress á, gọi là để giải trí, để thỏa mãn nhu cầu sinh lý á. Thì đó là một cái điều nó xảy ra trong quá trình tiến hóa. Thì ở dưới góc nhìn khoa học thì mình có thể xem đó là một sự tiến bộ. Cho nên là mọi người thấy ở từ châu Á đến châu Âu luôn, tất cả các nền văn hóa luôn, ở đâu người ta cũng có cái dịch vụ như vậy đó. Ở Trung Quốc thì mình coi trong mấy phim cổ trang thì từ xa xưa cũng có đúng không, gọi là cái chỗ đó người ta kêu là lầu xanh. Còn ở các nước châu Âu, ở nước Mỹ, ở các nước phương Tây á, thì các chính phủ phương Tây họ công nhận cái ngành công nghiệp đó, họ cho phép hoạt động một cách hợp pháp. hồi năm 2010, Long sang Đức, Long với mấy người bạn cũng đi tới cái phố đèn đỏ rồi mà, phố đèn đỏ ở đợt đó là đi ở Đức ấy. Thì mình tới chỗ đó thì người ta cũng có mấy người bạn cũng giới thiệu mình biết, mình có mấy cái nhà cao, mình nhìn lên cái ô, mấy những cái ô cửa sổ đó. Mình thấy cái ô màu đỏ là cái ô là có người rồi. Còn cái ô màu xanh là ô còn trống. Đó là mình đi vô cái khu vực đó. Thì vậy đó, người ta có từng dãy phòng, rồi mình đi vô mình nhìn thấy phòng nào mà đóng cửa là mình biết có người đang sử dụng dịch vụ. Còn phòng nào mà trống thì người ta sẽ mở cửa, rồi những cái người phụ nữ đó họ ngồi họ chơi này kia, đá cầu, rồi nói chuyện với nhau các thứ. Đại ý mình nói là ở đây mình muốn nói là cái việc mà quan hệ tình dục mà không nhằm mục đích sinh sản, cái đó là cái điều hết sức bình thường
trong cái sự tiến hóa của các giống loài ở dưới góc nhìn của một cái người nghiên cứu khoa học. Giờ mình mới phân tích đến khía cạnh mà đạo đức và xã hội. Luật pháp Việt Nam cũng quy định rồi đó mọi người, quan hệ tình dục dưới 16 tuổi thì gọi là vi phạm pháp luật, còn trên 16 tuổi thì không gọi là vi phạm pháp luật. Tức là người ta ngầm hiểu là người ta pháp luật quy định là ở cái độ tuổi đó là cơ thể mình nó đủ trưởng thành để nó được phép quan hệ tình dục. Nhưng mà đương nhiên á, tùy mỗi gia đình, đó là pháp luật thôi, cái quy định chung thôi. Tùy mỗi gia đình mình có thể chấp nhận con mình ở cái độ tuổi, ví dụ như có nhiều gia đình có thể là 18 tuổi, ok, cho phép. Có nhiều gia đình 25 tuổi, 30 tuổi, à, xin lỗi 23 tuổi, 25 tuổi, hoặc một cái độ tuổi nào đó mình cho phép con mình làm những cái việc như vậy. Thì đó là tùy cái cách tiếp cận của mỗi gia đình. Nhưng mà ở đây hôm nay là muốn chia sẻ với mọi người là cái việc mà quan hệ tình dục đó, mình nhìn nhận nó dưới một cái thông tin khoa học thì mình thấy nó bình thường, nó có gì là xấu. Quá trình tiến hóa của các loài động vật nó như vậy rồi thì sao được, giờ chẳng lẽ đi ngược lại quá trình tiến hóa đâu được, đúng không? Đó, nhưng mà quan trọng là ở mỗi gia đình mình có một cái khung thời gian hoặc là một cái cách nào đó để hướng dẫn con, một cách tiếp cận con, hướng dẫn con tìm hiểu cái vấn đề đó một cách phù hợp nhất. Đó. Với lại nếu mà mọi người có học cái khóa này từ những cái buổi đầu thì Long cũng có chia sẻ một cái tư duy mà theo Long nghĩ rất là quan trọng mà nó có thể giúp cho mình giải quyết hầu hết các vấn đề luôn. Nói hầu hết thì cũng hơi nhẹ, tất cả các vấn đề. Cái tư duy đó là mọi người biết là gì không? Ví dụ là mình nhìn thấy nè, một đội bóng mà thua trận là ai phải chịu trách nhiệm mọi người? Ông huấn luyện viên, đúng không? Đôi khi ông có thể đổ lỗi cho cầu thủ, ông nói tại cái người này người kia đá không đúng chiến thuật của tôi. Đôi khi ông có thể như vậy. Nhưng mà mình nhìn nhận là chắc chắn là ông huấn luyện viên phải là người chịu trách nhiệm rồi. Nếu như mà có cầu thủ nào đó không đá đúng chiến thuật của ông thì đó là lỗi của ông luôn. Tại vì ông đã đưa những cái người cầu thủ không tuân thủ kỷ luật vô trong trận đấu. Đó là lỗi của người huấn luyện viên. Còn nếu như mà một doanh nghiệp mà hoạt động không hiệu quả là tại ai mọi người? Tại cái cơ chế thị trường, tại khách hàng hay là tại ông nào? Chắc chắn là tại cái ông chủ doanh nghiệp. Ông kinh doanh không được là tại ông chọn cái sản phẩm không phù hợp, là tại vì ông không có biết cách tiếp cận khách hàng, là tại vì ông không có tuyển dụng những con người phù hợp vào đội ngũ, tại vì ông tuyển dụng rồi ông không chịu đào tạo người ta, vân vân. Nói chung là tại ông chủ doanh nghiệp hết, khỏi cái đó là khỏi bàn cãi rồi, đúng không? Rồi trong gia đình nếu mà có một cái vấn đề gì đó xảy ra, con cái nó gặp một cái gì đó không như ý, ví dụ như nó xem web 18 cộng hay là nó học không tốt giống như mình kỳ vọng, hoặc là tự nhiên nó mê chơi game, hoặc là nó cái gì đó nó đẩy là nó không theo ý mình, thì theo mọi người nghĩ là tại ai mà ai là người đầu tiên chịu trách nhiệm cho những cái kết quả đó? Chỉ cần người chịu trách nhiệm mà nó là mình á. Người vợ thì nghĩ là mình, người chồng cũng phải nghĩ là mình luôn, thì hai người mới đưa ra giải pháp được. Đúng rồi thôi, cảm ơn thôi, tại bố mẹ. Tại bố mẹ, nhưng mà đương nhiên là không phải bố thì nói tại mẹ, mẹ thì nói tại bố. Tại bố mẹ có nghĩa là mẹ thì nói tại mẹ và bố thì nói tại bố, thì mới gọi là tại bố mẹ nha mọi người. Tức là mỗi người cần nhìn nhận trách nhiệm mình là người chịu trách nhiệm cao nhất cho những cái gì đó mà nó xảy ra trong gia đình, thì chỉ có khi đó mình mới giải quyết được rồi. Khi mà mình nhìn nhận như vậy, mình có đập điện thoại của con không mọi người? Không. Tại mình chứ phải tại nó, rồi đập điện thoại nó. Khi mà mình nhìn nhận nó là tại mình thì mình cứ tung hê lên mạng xã hội không? Không. Cái đó là lỗi của tôi mà. Tôi đưa lên mạng xã hội cho cả nước biết. Ai quê? Tôi quê chứ ai quê? Cho nên là nếu mà mình nhìn nhận là trách nhiệm của mình, trách nhiệm của mình ở chỗ là mình không có giám sát con. Ok, không giám sát nhưng mà phát hiện ra thì được gọi là giám sát rồi, đúng không? Nhưng mình không có hướng dẫn con. Mình biết con mình nó đến cái tuổi đó, nó tìm hiểu những vấn đề đó, kiếm một cái cách nào phù hợp để cho con nó tiếp cận một cách bình thường nhất, một cách phù hợp với đạo đức xã hội nhất, một cách phù hợp với khoa học nhất. Đó. Nếu mình không nhìn nhận vấn đề đó, mình nói tại mấy đứa kẻ xấu, đâu được. Nếu mà mình suốt ngày mình cứ đi đổ lỗi cho tại vì và thì mà là tại người khác thì
mình không nhìn thấy giải pháp mà mình nhìn thấy mình là nạn nhân của vụ việc đó. Mà mấy cái người đó người ta gọi là người có tư duy là nạn nhân, họ luôn luôn xem họ là nạn nhân của sự việc, thì những người đó họ không bao giờ tiến bộ được. Còn những người nào dũng cảm một chút xíu, tự nhận trách nhiệm về chính bản thân mình đó, là cái người đó sẽ tìm được giải pháp. Rồi, đó, hôm nay là ý là muốn chia sẻ với mọi người hai cái ý như vậy. Cái ý thứ nhất đó, đó là cái việc mà quan hệ tình dục mà không nhằm mục đích sinh sản, cái đó là cái điều bình thường trong quá trình tiến hóa. Cái thứ hai nữa là trong gia đình mà có bất kỳ cái việc gì xảy ra ngoài ý muốn của mình thì trước tiên mình cần phải nhận trách nhiệm trước, rồi từ từ mình tìm giải pháp. Chứ mình đừng có nghĩ là tại cái môi trường này, tại cái mạng internet, tại cái mạng xã hội, tại kẻ xấu, tại cái điện thoại, tại cái người khác. Không nên. Mình nghĩ tại mình trước hết đó, thì mình sẽ có giải pháp, mình sẽ có cái cách ứng xử cho phù hợp nhất, không có làm, tức là mình ít làm tổn thương người khác nhất, ít làm tổn thương con nhất. Ok, đó là hai cái ý mà Long muốn chia sẻ mọi người hôm nay nha. Rồi, giờ vô phần học tiếng Anh nha. Mọi người đợi chút xíu Long xem màn hình. Nè, Long không biết mọi người có mua quyển sách này chưa, nên là hôm nay Long có chụp hình khoảng 5 bài. Giờ Long dự kiến là mỗi ngày học, mỗi buổi học một tuần mình có một buổi gặp nhau đúng không? Mỗi buổi học Long sẽ cố gắng hướng dẫn mọi người khoảng từ 5 bài đến, để mình xem tiến độ thực tế như thế nào. Nếu mà có thể hướng dẫn được nhiều thì Long sẽ hướng dẫn mọi người đọc khoảng 10 bài thôi. 10 bài thì trong tuần đó mọi người cứ lên YouTube tìm mấy cái bài này, cứ nghe tới nghe luôn cho thuộc nha. Rồi xong Long cứ hướng dẫn dần dần. Khi nào mà ví dụ lớp mình những cái người mà hay online á, các bạn thấy là các bạn có thể tăng level được rồi, thì Long sẽ hướng dẫn qua level C đó. Mình cứ đồng hành, mình cứ học chừng khoảng, Long nghĩ chừng khoảng 1 năm đi, là mình cố gắng mình tự tin dạy con. Được không? Long nghĩ học theo cái giáo trình này nó cũng dễ. Cũng dễ là tại vì nó mỗi bài nó ngắn, với lại nó có cái giọng đọc chuẩn để mình theo mình học nha. Rồi, này để Long share cho mọi người cái bài đầu tiên. Sẽ hướng dẫn đọc nha. Với những bạn nào hình như trong trong nhóm mình vẫn còn một hai người là mới vô mấy buổi đầu vậy sao? Những bạn nào mà mới vô mấy buổi đầu á, thì các bạn xem lại mấy cái video trước mà Long hướng dẫn trong lớp á nha, mấy cái record của mấy cái buổi từ 1 đến buổi thứ 5, thứ 6 á, để các bạn xem lại các phát âm của từng từ. Rồi từ buổi nay trở đi thì Long sẽ hướng dẫn mọi người đọc trong cái quyển Level B. Rồi trong lúc đọc á, thì Long sẽ hướng dẫn đọc ngữ điệu, âm nối, rồi dấu nhấn trong đó luôn. Mình phối hợp vô trong đó luôn nha, không có học từng bài riêng lẻ. Học bài để mọi người dễ thực hành. Rồi, đợi Long tới, share mình. After school. Rồi, mọi người thấy màn hình chưa? Đây là một bài của level C, xin lỗi, level B nè mọi người. Một bài là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Một bài này nó chỉ có 8 câu à. Nếu mà mọi người mua sách á, thì mỗi cái này nó sẽ là một trang nè. Nó có cái hình bự ở đây, có cái chữ nhỏ ở dưới. Tại Long tí nè. Spotlight là này mọi người thấy không? Này là quyển level A. Cái hình nè, cái hình to đùng nè, rồi cái dòng chữ dưới đây. Đó, cái này là mục đích là cho em bé học. Đây mình đang học theo sách level B. Còn này là người ta in gộp là một quyển sách nó họ gom lại thành có một trang thôi. Rồi xong ví dụ học xong mà mọi người muốn nghe lại cái giọng đọc của cái quyển này á, thì mọi người lên YouTube á, tìm cái chữ này nè, After School, tên cái bài học nè, xong đánh chữ Level B vô nữa là xong nha. Rồi này Long hướng dẫn đọc bài này nè. Đây là mấy cái từ mới nè, tập từ mới ha.
Rồi, chữ này nhấn âm đầu study study. Mọi người thấy cái dấu phẩy đây không? Đây người ta biên âm sẵn luôn này. Chữ này ha. Study study. Đây, nhấn âm đầu dấu phẩy này là âm nhấn nè. Rồi, chữ này play 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 chữ này chữ p đọc rõ lên chút xíu nha. P play play. Rồi chữ này dance dance. Chữ này á mình đọc theo giọng Mỹ có thể đọc là dance. Chữ e á, còn người Anh á cái giọng mà British English á họ sẽ đọc là dance, đọc theo cách nào cũng được. Xem tại trong cái giáo trình level B này có lúc mà họ đọc giọng Anh có lúc đọc giọng Mỹ luôn. Thì mình muốn đọc giọng nào đọc, em muốn đọc theo giọng Mỹ đọc là chữ e dance dance. Chữ này act act cut act act. Rồi ở đây read read chữ y dài nè mọi người, chữ y có hai dấu chấm nè, y dài read. Lúc mà đọc bắt cười lên y thì read read read. Sing chữ này dễ ha, y giống như tiếng Việt yên người yên soạn sing sing sing. Rồi ở đây bike bike bike. Chữ này have fun have fun have fun. Chữ v này chữ phở have fun. Cái chữ n cuối đọc cái chữ n nhỏ nhỏ trong miệng mình have fun have fun. Rồi đọc qua bài ha. Mọi người thấy chữ có rõ. After school after có chữ phở đây nè after after school. Cái chữ này circle hai chữ o đọc là chữ u u. Cái chữ l của school 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 after school after school after school sau giờ học. School là cái trường học đó, đúng không? Sau sau giờ học ở trường đó. I like to study after school. I like to study after school. I like to study after school. I like to play after school. Đọc thêm chút xíu ngữ điệu không? Đừng có đọc là I like to play after school. Cái đó là đọc kiểu 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 không có cảm xúc. I like to play after school. I like to dance after school. Rồi, đây nếu mà mọi người muốn đọc âm nối nè, ví dụ mình nếu mà mình ngắt ra thì nó sẽ không có tạo thành âm nối, nhưng mà nếu mà mình đọc nó liền qua nó sẽ tạo thành âm nối. Ví dụ nếu mình ngắt nè, I like to xin lỗi câu đầu ha, I like to study after school thì nó sẽ không tạo âm nối ha. Nếu mình đọc liên tục thì cái âm y với âm a này nè nó sẽ tạo thành âm giờ. I like to study after school. Cái tiếng này nó gần gần giống như là I like to study after school. Hai cái nguyên âm đứng gần nhau nó sẽ tạo thành cái âm giờ ở chính giữa. Nhưng mà đương nhiên là cái âm giờ này nó được tạo ra một cách tự nhiên nha mọi người. Chứ không phải là mình cố tình mình đọc ra chữ giờ, mà là khi mình đọc chữ y với chữ a này tự nhiên nó sinh ra cái âm giờ. I like to study after school. Cái âm giờ nghe nó nhẹ lắm. Nhưng mà nó có sinh ra cái âm thanh mới khi mà hai cái nguyên âm nó nằm gần nhau. Chỗ này cũng vậy. I like to play after school. Chữ này to nhưng mà đọc là to. Tại vì nó rơi vào phát nhẹ. Nó không nằm trong những cái âm mà không nằm trong những cái từ mà cần phải đọc nhau. Cái này đọc là to. I like to play after school. I like to dance after school. I like to act after school. Act, act, nói qua chữ A, nói nhẹ qua chữ A này. I like to act after school. I like to read after school. À, cái chữ D cuối này, nó nói nhẹ qua chữ A này. I like to read after school. Đó, mình đọc nó sẽ tạo ra cái âm nối một cách tự nhiên, chứ mình không có cần quá chú ý vào cái âm nối. I like to read after school. Read, đọc cười, cười. Read, I like to read after school. I like to sing after school. I like to sing after school. I like to sing after school. I like to bike after school. I like to bike after school. We like to have fun after school. We like to have fun after school.
đó, một bài là như vậy mà người. À, Long đọc lại ha. Sau khi Long hướng dẫn đọc á, mọi người cứ để ý vô mấy cái chữ Long hướng dẫn, xong rồi mình mở cái video là mình nghe lại nha, nghe tới nghe luôn. Cố gắng học thời gian mình chuyển qua level C. I like to study after school. I like to play after school. I like to dance after school. I like to read after school. I like to sing after school. I like to bike after school. We like to have fun after school. Rồi khi mà mọi người nghe cái băng này á, nghe cái giọng đọc này, giọng đọc chuẩn á, nhiều khi họ cố tình họ đọc chậm cho mình nghe, nhiều khi nó không ra ngữ điệu luôn. Kệ nó, cứ cố gắng nghe. Rồi nghe qua mấy cái level cao cao hơn họ đọc cái tốc độ nó bình thường lại, là mình bắt đầu mình cảm nhận cái ngữ điệu của cái giọng đọc. Rồi, bài hôm nay Long cố gắng giới thiệu cho mọi người được. Hôm nay Long mới chụp được 5 bài, chưa chụp kịp. Rồi bài 2 nha. All by myself. All by myself. Bài rồi á. Là mình có thể đọc được cả chục bài á, mình lên level nha. Rồi, bài 2. Có từ lặp lại nè, read, y dài. Chữ này y dài, y dài, khi mình đọc chữ y dài á, mình cười thôi. Read, read, cam đề cuối. Color, color, color. Mọi người thấy nè, cái chữ này nè. Color, cái chữ này cái phiên âm nó không có chữ R, nhưng mà nếu mình đọc giọng Mỹ thì mình đọc color, color, đọc chữ R vào color. Sing, sing, play, e nguyên âm dài, a nguyên âm ghép á, play, play. Build, này dễ ha, nè, b là xong đọc chữ e, xong đọc chữ l, xong đọc chữ d, build, 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 build. Listen, listen, listen. Trash, trash. Này chữ đờ nhưng mà nó không phải là chữ đờ trong tiếng Việt của mình. Khi mà mình đọc á, nó cái chữ này nó lai lai giữa chữ đờ và chữ tờ á mọi người. Trash, trash, trash. Think, think. Đưa cái lưỡi ra ngoài, gặp cái chữ này nè, thờ, đưa cái lưỡi ra ngoài. Think, think. Có chữ ca cuối. I read all by myself. Tôi tự đọc một mình, không cần nhờ ai đọc. I color all by myself. I sing all by myself. I play all by myself. I listen all by myself. I trace all by myself. Phở, có chữ phở cuối ha. Lòng nói hơi xa cái mic, mọi người có nghe cái rồi. I think all by myself. Đó. I think all by myself. Chữ này nè, cái chữ all nè. Chữ A với chữ L, all, all. Câm L, all by myself. Self. Đó, cái chữ này cũng vậy nè. Myself. S-E, đọc chữ L và đọc chữ F. All by myself. Myself. Nghĩa là khi mọi người đọc á, cái chữ L nó không có được nghe thấy, nhưng mà cái lưỡi mình nó cứ đọc hết mấy cái âm đó, để mình tập phát âm cho nó đúng. Nên mình cứ gặp chữ nào mình đọc y chang như vậy, nó sẽ tạo ra cái âm thanh đúng. Myself. 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 Nhưng mà mình nên đọc cái chữ L ở trong miệng. All by myself. Myself. Đó. Đọc chữ L xong đọc chữ F. I read all by myself. I color all by myself. I sing all by myself. I play all by myself. I build all. I trace all by myself. I think all by myself. Đó. Rồi, nếu mà mọi người có thể thực hành thêm mấy câu hỏi này cũng được nè. What do you like to do all by yourself? What is something that you can't do all by yourself? Nè, khi mọi người đọc nè, gặp mấy cái phủ định nè, câu này mình phải đọc nhấn mạnh vào giữa cái can't nè. What is something that you can't do all by yourself? À, với lại chỗ này nè, mọi người để cái chữ that đây nè. Chữ đó này cái chỗ ngắt nó khác tiếng Việt nha. Ví dụ như mình nói là cô giáo của con nói là hôm nay con được điểm 10, ví dụ vậy ha.
thì mình hãy ngắt vô chữ là đúng không? Cô giáo con nói là hôm nay con được điểm 10, chứ mà đâu nói là cô giáo nói là hôm nay con được điểm 10 đâu đúng không? Tiếng Việt mình ngắt ngay chữ là. Nhưng mà tiếng Anh nó không ngắt ngay chữ that này, nó ngắt ngay chữ trước cái chữ that này. What is something that you can't do all by yourself? Đó, nếu mình ngắt mình phải ngắt trước cái chữ that này. Chứ mình không có ngắt ngay chữ that này là mình ngắt bị sai. What is something that you can't do all by yourself? Đọc cái đó là không đúng. Mà nếu mà muốn đọc đúng là phải đọc là What is something that you can't do all by yourself? Đó. Để chữ này ha. Tiếng Anh nó ngắt hơi khác chút xíu. Ngắt trước cái chữ đó. Rồi, bài 2. Đó, Long trên lớp Long sẽ hướng dẫn nha. Rồi xong về nhà mọi người cứ cứ xem trên YouTube á. Còn bạn nào mua cái loa là mở loa nghe. Bạn nào chưa có loa thì lên YouTube mở nghe. Cố gắng nghe nha. Nghe buổi sau Long chụp nhiều nhiều, Long sẽ hướng dẫn mọi người đọc nhiều bài. Long nghĩ này chắc học chừng khoảng 3 tháng. 3 tháng là mình có thể qua level C được. Ráng lên level C, level D, đọc thành câu dài, câu chuyện dài luôn. Đọc cho mình hiểu nhiều. Rồi, tắt cái này đi. Tiếp nha. Mày học 5 bài. Ở đây, Amazing Caves. Rồi, này. Sharp rocks. Sharp, có chữ p đây nè. Sharp rocks. Cái chữ này đọc là chữ sh, gặp chữ s với chữ h thì đọc là sh. Sharp rocks. Rocks. Đọc chữ k xong đọc chữ s, rocks. Sharp rocks. Sharp rocks. Blue water. Nếu mà bạn đọc thêm mà mọi người muốn đọc giọng Mỹ thì đọc là water. Blue water. Black bats. Khi hai cái phụ âm nó đi với nhau á thì mình có thể bỏ qua một cái phụ âm cũng được, đọc bỏ chữ k, đọc qua chữ b. Black bats. Nếu mà đọc liền nhau đọc là black bats. Còn nếu mà đọc tách rời thì đọc là black bats. Black bats. Big crystals. Chữ này nè, chữ g nhưng mà trong tiếng Anh nó không có chữ g, nó chỉ chữ g, nó lai lai giữa chữ g với chữ k của mình đó, nó là lượng g. Big crystals. Cái chữ này nè, crystals tận cùng bằng âm s đúng không? Crystals là mấy cái crystal có nghĩa là nó giống như pha lê, nó trong suốt giống pha lê, đi vô hang động mà có mấy cái nhũ á, nó nhũ cái đá nó nhũ xuống á, gọi là big crystals. Chữ s nhưng mà chữ s nó lại không, nó tức là chữ t với chữ s mà kết thúc bằng chữ s nữa thì bắt đầu là s. Còn cái này nó là quy luật của đọc âm cuối nha. Chữ s mà nó gặp mấy cái phụ âm khác thì nó đọc là z. Cái này crystals. Chữ giờ nó khác với chữ S ở chỗ là chữ giờ đọc nó rung rung cái cổ, nó làm hữu thành. Crystals. Đó. Nếu mà mình đọc là crystals cũng được, nhưng mà cố gắng đọc đúng. Crystals. Giờ chữ Z đó. Crystals. Big crystals. Chữ này sờ nè, nhưng mà chữ này là chữ giờ. Crystals. Chữ S với chữ Z nó khác nhau có chút xíu mà mọi người. Nhưng mà mình cố gắng đọc đúng để mai mốt mình qua cái âm nối á, mình nối cho nó đúng luôn. Bright worms. Chữ này cũng là dễ nè. Bright worms. Cái âm tờ nhưng mà nó gặp vô cái phụ âm v kép này, nó bỏ qua âm tờ luôn cũng được, đọc là bright worms cũng được. Còn muốn đọc chữ tờ thì đọc bright worms, âm dễ. Rồi chữ này old drawings. Z s nhưng mà đọc là z. Old drawings. Drawings. Nhấn âm đầu. Drawings. Nhấn âm đầu. Old drawings. Nè. Hai âm D nó nằm gần nhau thì đọc một âm thôi. Đừng có, nếu mình đọc chậm thì mình sẽ đọc là old drawings. Rồi nếu mình đọc liền thì mình đọc là old drawings. Bỏ bớt một âm D đi. Rồi. Shiny fish.
Shiny fish. Okay. Đó, từ vựng cũng dễ thôi, đọc thời gian là quen. This cave, à xin lỗi, trên này trước. Amazing caves. Chữ này nè, và sau rồi toàn câu bằng S. Amazing caves. Amazing caves. Versa. Amazing caves. This cave has sharp rocks. This cave has sharp rocks. This cave has blue water. Cái chữ này nè, cái chữ này nó không phải là cái từ chính trong câu, nên là mình chỉ đọc là has cũng được nữa. Has, thay vì đọc là has thì đọc là has. Đọc nhẹ xuống. This cave has blue water. Đó, nhiều khi trong những cái câu mà người ta nói hàng ngày mà nói với tốc độ bình thường, nhiều khi mình không nghe cái này luôn nè mọi người. Mình has, người ta không có đọc như vậy. This cave has blue water. Đó, mấy cái này nó mới là cái nội dung chính nè. Cái cave rồi cái blue water nó mới là nội dung chính. Còn cái chữ has này nó chỉ là một cái từ, không thể hiện cái nội dung chính, nên mình không cần đọc trong mặt. This cave has blue water. This cave has black bats. Đó, có mấy con dơi màu đen trong hang động. Đây. This cave has big crystals. This cave has big crystals. Bright worms. This cave has bright worms. Chữ S đọc là Z. Nhiều khi mình lâu lâu mình quên, mình hay đọc không đúng, cố gắng đọc cho. This cave has old drawings. This cave has old drawings. Đó. Các bạn nào mà làm bên kỹ thuật á, drawings nghĩa là bản vẽ, nhưng mà trong hang động đó là những cái hình vẽ, người ta vẽ cảnh sinh hoạt rồi vẽ con vật ở trên hang động á. Mấy cái hình vẽ trên đó là has shiny fish. This cave has shiny fish. Đó, nè, cái hang này nó có mấy con cá mà phát sáng luôn, shiny, sáng bóng á, nhìn nó lấp lánh á. What does this cave have? What does this cave have? Cái hang này có cái gì ta? Đó. Ok. Rồi, cái cách mà mọi người học đó nha. Làm hướng dẫn. Mọi người học giống như là mình xem giống như mình là em bé đấy. Mình học đi, mình học mà mọi người biết quan trọng nhất là gì không? Cố gắng học thuộc lòng á. Sau khi mình học một cái bài này xong nha, mình biết cách đọc rồi, mọi người cố gắng dành ít thời gian để học thuộc lòng cái bài này. Ban đầu mình sẽ tốn nhiều thời gian để mình học thuộc lòng một bài, nhưng mà càng ngày mình càng tốn ít thời gian để mình quen với việc ghi nhớ rồi. Học thuộc lòng bằng cách là mọi người đóng sách lại rồi cố gắng đọc mấy cái chữ này, là để khi mà mình đọc á, mình áp dụng mấy cái thủ tục ghi nhớ đơn giản mọi người. Ví dụ mình hình dung ra một câu chuyện nè, ví dụ đây nè, đầu tiên là sharp rocks, xong rồi một cái gì đó mình liên tưởng đến cái blue water, xong rồi mình liên tưởng đến black bats, xong rồi mình liên tưởng đến big crystals, đó rồi mình cứ liên tưởng dần dần đến bright worms, ultrarings, shiny fish, đó rồi what does this cave have. Đó, mình cố gắng mình liên tưởng, mình sâu chuỗi nó lại thành một câu chuyện rồi mình ghi nhớ nó. Học sách lại mà đọc hết được một bài này coi như là hoàn thành một bài nha. Okay. Rồi mọi người hướng dẫn con của mình học cũng y chang vậy luôn, hướng dẫn em bé học á. Cứ cho con nó ghi nhớ, thời gian đầu nó ghi nhớ chậm, càng về sau nó ghi nhớ càng nhanh. Rồi tiếp tục. Animal caution sign. Đây. 9 giờ. Ok. Lâm thấy một buổi mình có thể đọc được cả chục bài á. Lâm hướng dẫn mọi người đọc rồi trong suốt cái tuần đó mình cứ nghe tới nghe luôn cho thuộc. Rồi qua tuần sau Lâm hướng dẫn còn chục bài nữa. Là trong vòng tháng mình đọc được 40 bài rồi. 2 tháng 80 bài. 2 tháng 80 bài là cũng hết quyển sách này rồi mọi người. 2 tháng là xong một cái level B này rồi. Mình sẽ qua level C nha. Rồi, quan trọng trong tuần đó mọi người cố gắng học nha. Cố gắng dành thời gian để học trong khoảng 6 tháng 1 năm. À, mình sở hữu cái kỹ năng này cả đời. Duck, chữ này k, duck, cattle, cái chữ này nè, tiếng Anh đọc là chữ A, tiếng Mỹ đọc là chữ E, muốn đọc kiểu nào đọc ha, cattle cũng được hoặc là cattle cũng được, deer, ear nè, ha, ear, muốn đọc chữ R thì đọc thêm chữ R vào, deer, chữ này moose, u dài, u chu với mỏ ra, moose, kangaroos, nhóm âm cuối, kangaroos, elephants, chữ này chữ y nè,
chữ y mọi người có đọc là elephants cũng được, nhưng mà thường thường cái chữ y này nó sẽ bị thành chữ ơ, mình đọc là elephants, elephants. Monkeys, monkeys, monkeys. Chữ này là chữ ng nha. Có mấy bạn mới làm quen với tiếng Anh chưa quen á, đọc là monkey là không đúng. Cái này là chữ ng nè, monkey, monkeys. S s đọc thành z, monkeys. Cái quy luật đọc chữ s với như thế nào á thì cái khóa trước Long nhớ Long có ghi âm lại không cái bài này nữa. Mọi người cứ tìm lại nha. Ở đây Long không có hướng dẫn lại vì cái bài đó nó kiểu như nó chiếm thời gian của mình á, nên mình vô vào mình đọc luôn. Cứ đọc riết thời gian vậy. Monkeys, monkeys, monkeys. Rồi. Turtles, turtles. Chữ r, nhìn vô cái phiên âm không thấy chữ r nhưng mà đọc theo dòng Mỹ là nó có chữ r. Turtles, turtles, turtles. Animals, animals, animals. Nhấn âm đầu. Animals, animals, animals. Chữ ơ nhưng mà nhiều khi mình đọc trong, mình nghe trong đĩa người ta đọc animals cũng được nữa, hoặc animals cũng được, animals cũng được. Nhiều khi mình nghe trong đĩa mình thấy người ta đọc là animals nhưng mà nó phiên âm là chữ ơ. Không sao đó, đọc nó học cái tiếng nó hơi lái lái quá chút xíu cũng được. Rồi. Animals caution signs. Caution. Caution là mấy cái biển mà nguy hiểm, chú ý, cần phải chú ý là caution. Animal caution signs. Signs là dễ rồi ha, sign là mấy cái biển hiệu này nè. Rồi nhìn vô đây, thấy mấy con vịt nè. Xe chạy tới, chú ý vịt băng qua đường. Caution, watch for ducks. Caution, watch for ducks. Cách đọc như vậy. Caution, để ý kìa, watch for ducks. Có chừng mấy con vịt. Watch for ducks, watch, chờ chờ chờ, watch for ducks. Chữ for này, chữ for này mình đọc nó thì nó giống như là for, nó không thành chữ for nữa, nó chỉ thành for. Watch for ducks, tại vì trong ba cái chữ này nè, cái chữ for là cái chữ không được nhấn, mà phải là watch với lại ducks. Caution, watch for ducks. Đó, mọi người thấy không? Mình không có đọc là watch for ducks, mình không có đọc như vậy. Chữ for này nó chỉ thành for thôi. Watch for ducks. Đó. Caution, watch for kettles. Chữ này kettle là theo tiếng Anh, tiếng Mỹ là kettle. Caution, watch for kettle. Caution, watch for deer. Caution, watch for deer. Caution, watch for moose. Caution, watch for kangaroos. Caution, watch for elephants. Elephant. Phiên âm nó là chữ y nhưng mà thường thường người ta ít đọc chữ y, người ta đọc qua chữ ơ, tại vì nó rơi vô cái âm không nhấn, giống như là cái phát nhẹ thì cái những cái chữ đó nó sẽ thành chữ ơ. Elephant. Caution, watch for elephant. Caution, watch for monkeys. S đọc là z. Caution, watch for monkeys. Caution, watch for turtles. Caution, watch for chickens. S đọc là z. Chickens. Caution, watch for animals. Rồi, cách học là như vậy nha mọi người. Long sẽ hướng dẫn mọi người đọc, rồi trong lúc mà mình đọc có những cái âm nối hay cái trọng âm hay cái gì đó liên quan đến phát âm, Long sẽ hướng dẫn luôn nha. Mình cố gắng mình học qua level B lên level C. Rồi, bài này. Mọi người trong lớp mình có ai có cái quyển này không? Bên họ in nhưng mà em cũng chưa hỏi là họ có cái phần quét mã QR ở từng bài này không ấy. Họ có in gộp nhưng em không biết là họ có cái mã QR ở trong sách không. Tại mình chụp hình để cho mọi người share cho mọi người học á, nhưng mà chụp hình kiểu nó không rõ, không biết mấy người đó họ có cho mình file không biết. Nếu không có cho pha thì mình cứ chụp hình mình đưa lên cho không được. 30.000 điểm sách. Đó, đúng rồi, sách giống như của Thơ. Đợt đó là em nhờ thầy đặt mà. À vậy hả? Vâng, thế là sách này thầy gửi cho em mà. Ok. Em đã biết là họ có cái đấy. Mọi người ai có sách thì xem sách nha, ai không có sách thì lên YouTube xem nha. Cái nội dung này trên YouTube nhiều hơn nó dễ. Rồi, bài này cũng hay nè mọi người. Nhiều khi mình học mấy này mình học được nhiều từ mới nè. Scales, scales, scales. Cái chữ này nè. Chữ này mình ví dụ mình đọc là scale,
cũng được, người ta cũng hiểu là cái chữ đó thôi, nhưng mà đọc đúng là scales, a scales, l z scales, scales. Đó. Nếu mà mình đọc theo tiếng Việt mình đọc scale á cũng được, người ta cũng hiểu, nhưng mà đọc đúng hay là scales, scales. Feathers, feathers. Gặp cái chữ này nè mọi người, nè, đưa cái lưỡi ra ngoài, cắn cái lưỡi. Gặp chữ này, the feathers. Đọc thời gian nó quen à, feathers, feathers. Chữ này shells, shells, shells. Đọc chữ này hơi mỏi cái lưỡi tí ha. Sh rồi chữ l rồi chữ z. Shells, 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 shells. Spines, spines. Chữ này là spine, có chữ n, âm n là spines, âm z. S, cái từ gốc của nó là spine, thêm s, s mà nó gặp một cái âm n thì nó thành âm z, âm z, spines, spines. Nó có một cái quy luật chung á mọi người, cũng dễ lắm. Cái chữ s này nè, nếu mà nó gặp những cái âm hữu thanh, tức là những âm mà đọc phải rung cái cổ thì nó sẽ, cái chữ s nó sẽ đọc là z. Còn chữ S mà nó gặp những cái âm vô thanh, ví dụ như là âm th, âm p, âm k, đó, gặp những cái âm đó thì nó đọc là S. Rồi, chữ S gặp chính nó, tức là chữ S nó gặp âm S, gặp âm X, rồi gặp âm sh, thì nó thành là ES, đó, thành là EZ. Dạ, biến như có 3 trường hợp. Armor, 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 armor. Fur, fur, fur. Hair, hair, e ơ nè, hair, phải giọng r. Chữ này skin, skin, âm n cuối, skin, skin. Animal coverings, animal coverings, tức là coverings, tức là cái bên ngoài của mấy con động vật đó mọi người. Cái bên ngoài là ví dụ như cái vảy, là cái da, cái lông, cái sừng, cái gì đó, cái vỏ sừng ở bên ngoài. Rồi, nó có mấy con này nó có cái gì nha. We have scales. We have scales. Scales là cái vảy á, đây nè, con bướm này nó có cái vảy trên cánh đúng không mọi người? Cái vảy á tạo thành màu sắc á. Con cá thì có cái vảy cá nè, mấy cái vảy đó là scales. We have feathers. Mấy cái con này thì nó có lông, feathers. We have shells. Mấy con rùa thì nó có cái shells là cái vỏ cứng bên ngoài. We have spines. Mấy cái con này là những con động vật có xương sống. We have armor. Mấy con này nó có cái gì đây? Long không biết cái chữ armor là cái gì nữa. Để tra từ điển thôi. Armor là cái gì ta? Là gì thôi? Áo giáp. Em tra là nó ra là áo giáp. Áo giáp hả? Ok. À, tức là cái vỏ cứng á. Ví dụ con cua nè đúng không? Mấy loài giáp xác đó nha. Nhưng mà con này con bọ đâu phải loài giáp xác. Ok, armor là cái vỏ cứng. Cũng không phải là loài giáp xác mà mấy cái con mà nó cái vỏ cứng bảo vệ là con armor. Còn shell là mấy cái con mà con rùa con đồ cái vỏ nó chắc là cực kỳ cứng thì gọi là shell. Vỏ cứng mà mềm mềm là armor. We have fur. Cái lông này mọi người, cái lông này là fur, còn cái lông vũ á, lông của mấy con chim là feather. Còn lông của con chó rồi con cừu hay gọi là fur. Là con ốc đó mẹ. Ba bỏ rồi. Rồi. Người thì gọi là hair. We have hair. We have hair. Rồi. We just have skin. Con người. À, hoặc là mấy con gì đây? Con gì đây? Con chó nè, con heo nè. We just have skin. Mấy cái người này là chỉ có da thôi. We just have skin. Ok. Đó, học cái này vừa học tiếng Anh vừa học kiến thức khoa học cũng hay nè. Rồi hôm nay Long chụp 5 bài à. Mày học 5 bài nha mọi người. Rồi Long hướng dẫn mọi người đọc lại nha. Bữa sau, tại bữa đầu tiên Long cũng không biết là học được nhiều, chụp đỡ 5 bài. Bữa sau Long nghĩ một bữa mình có thể học được 10 bài á. Cố gắng học trong vòng 2 tháng hết cái quyển này. Rồi mình qua level C. Rồi, này Long hướng dẫn đọc một tour lại nha. Đọc lại 5 cái bài này. Scales, scales. Mọi người để ý là cái âm này nè, e i. Nói chung là mình gặp cái chữ gì mình đọc chữ đó là nó đúng mà. Scales,
đó, đọc chữ E, đọc qua chữ E nó sẽ thành chữ A, A. Mấy cái nguyên âm trong tiếng Anh nó hơi khác chút xíu thôi. Khi mình đọc á, cái miệng của mình nó sẽ cử động nhiều hơn khi mình đọc tiếng Việt chút xíu. Scales, scales, feathers, feathers. Cái này vừa đọc chữ R vừa đọc chữ Z nha. Feathers, feathers, feathers. Shells, 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 shells. Spines, spines. Chỗ này nè, đọc thêm chữ N nữa là nghe cái tiếng nó tự nhiên nó đúng không? Còn spy, spy, không phải spy. Spy là giống như gián điệp á. Spy, spy mà mình đọc không có chữ N á mọi người, nó giống như là cái người gián điệp á, spy á. Còn nếu mà đọc chữ N thì nó sẽ đúng spy, spy. Đó, nó khác nhau vậy đó, spy. Mọi người có phân biệt được không? Hai cái tiếng đó. Một tiếng có chữ N nè. Spy, spy. Đó. Còn cái tiếng mà không có chữ N, spy, nó kết thúc luôn, spy. Còn đọc đọc thêm chữ N vô, spy. Đó, spy. Đó, mình đọc thời gian là mình phân biệt được sự khác nha. Rồi thêm chữ Z vô, spy, spy. Đó. Armor, armor. Fur, fur. Hair, hair. Skin, skin. Skin á, skin nhưng mà tiếng Anh nó không có chữ cờ, nó chỉ có chữ cờ, skin, skin. We have scales, we have scales. We have feathers, we have feathers. We have shells, we have shells. We have spines, we have spines. We have armor, armor. We have fur, we have hair. We just have skin, we just have skin. À, xin lỗi, chữ này là y ngắn, không cần đọc từ skin, chỉ cần đọc skin thôi. Skin, skin. Còn có một chữ tương tự chữ này mà nó là chữ y dài, đó là chữ kin, kin. Một cái người nào đó mà kin, tức là họ rất là chú tâm theo đuổi một cái gì đó, kin. Còn này là skin, skin, skin. Okay. Rồi bài này nha, Long tua lại một lượt nữa rồi mình kết thúc nha. Caution signs. Signs, animal caution signs. Duck, duck, duck. Cattle, cattle, cattle cũng được, cattle. Hoặc là đọc theo tiếng Anh là British English là cattle, cattle, gọi là cattle, cattle. Deer, nhìn vô cái phiên âm mình không thấy chữ R, nhưng mình đọc theo giọng Mỹ thì mình cứ phải đọc chữ R nha. Thấy chữ R này là đọc deer. Moose, moose. Kangaroos. Elephants, elephants. Thấy chữ Y nhưng mà đọc là chữ E, elephants. Monkeys, muốn đọc chữ Y cũng được, elephants cũng được, nhưng mà thường thường Long nghe người ta đọc là elephants. Monkeys. Turtles, 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 turtles. Có chữ R. Animals, animals, animals. Nhân âm đọc, animals. Caution, watch for dogs. Chữ for này, chữ for này không có đọc là for, đọc là fur. Caution, watch for dog. Đó, xin lỗi, đọc có chữ S. Caution, watch for dogs. Đó. Caution, watch for dogs. Caution, watch for cattle. Caution, watch for deer. Caution, watch for moose. Caution, watch for kangaroos. Caution, watch for elephants. Caution, watch for monkeys. Caution, watch for turtles. Caution, watch for chickens. Caution, watch for animals. Nghe cái giọng đọc của những cái bài level B á, nhiều khi họ cố tình họ đọc chậm từng từ cho mình nghe á, mình có khi mình không có nghe được cái âm nối họ, mình không có nghe được cái ngữ điệu, nhưng mà mọi người cứ nghe nha, nghe dần dần qua mấy cái level cao hơn rồi mình sẽ cái giọng đọc nó bình thường lại là mình sẽ nghe được. Và animal covering rồi đúng không? Caution signs cho nên. Okay. Amazing caves, amazing caves. Sharp rocks, sharp purple, sharp rocks, sharp rocks. Blue water, blue water. Đọc theo dòng Mỹ là water. Blue water. Black bats, black bats. Big crystals, big crystals. Chữ Z.
âm s nè, âm s trong nhắc lại cái quy luật đọc âm s nè, nó cũng đơn giản đó. Phụ âm á, phụ âm nếu mọi người học theo từ buổi đầu mình sẽ biết là có ba cái loại phụ âm. những âm hữu thanh, ví dụ như là những âm âm b nè, rồi âm g nè, đúng không? Những cái âm mà khi mình đọc lên á, cái cổ mình nó rung, nên gọi là những âm hữu thanh. Rồi những âm vô thanh hoặc là âm l đúng không? Khi mình đọc rung cổ gọi là âm hữu thanh. Những âm vô thanh, những cái âm nào mà đọc nó chỉ ra cái hơi gió mà nó không, cái cổ mà nó không có rung thì gọi là âm vô thanh. Ví dụ như là âm p hoặc là t, đúng không? Đó, mấy âm đó là âm vô thanh. Thì cái chữ S này nè, khi nó gặp âm hữu thanh thì nó thành chữ Z, tại chữ Z cũng là âm hữu thanh luôn. Đúng không? Tại cái cổ của mình nó khi mà nó đang đọc cái chữ L rồi, nó không thể nào mà từ cái chữ hữu thanh mà nó đọc nối qua một cái âm vô thanh khác được, nó sẽ không có thuận tiện cho mình khi đọc, đúng không? Cái quy luật của ngôn ngữ nó cũng dễ hiểu lắm. Nó tạo ra sự thuận tiện cho mình trong lúc đọc. Thì chữ S nè, khi gặp mấy cái âm hữu thanh thì nó sẽ thành chữ Z. Chữ S mà khi gặp mấy cái âm vô thanh nó sẽ trở thành chữ S. Ví dụ đây, but âm to là âm vô thanh đó, nó là chữ S. Còn chữ S khi nó gặp những cái âm S luôn, ví dụ âm S rồi nó gặp âm sh, âm X đó, thì nó sẽ thành EZ. Đó, quy luật ha. Rồi mình hiểu vậy thôi, mình đọc từ từ, mình đọc phiên âm nhiều rồi mình quen ha. Big crystals, big crystals, có chữ S ở giữa nè, có chữ Z cuối. Big crystals. Bright worms, bright worms, bright worms. Otterings, otterings. Hai cái D này nó gần gần nhau, mình đọc một chữ thôi. Otterings. Shiny fish, shiny fish, shiny fish. Amazing caves. This cave has sharp rocks. This cave has blue water. This cave has black bats. This cave has big crystals. This cave has bright worms. This cave has otterings. This cave has shiny fish. What does this cave have? Alright, đó. Mọi người nghe lại cái bài đọc nha, nghe lại cái bài đọc của level của cái sách. All by myself. Read, read, read. Yai, chữ yai. Read, read. Color, color, color. Sing, sing, âm ngờ của sing. Play, play. Build, build. Listen, listen. Trace, trace, trace. Chữ D nè mọi người, chữ D. Trong tiếng Anh nó không có chữ D mà nó chỉ là chữ D. Trace, trace. Cái này không có đâu là dress mà trace. Nên cái chữ này khi mình đọc nó hơi lai qua chữ T chút xíu. Trace, trace. Think, think. Thở, thở, thở. Gặp cái chữ này nè, cái lưỡi đưa ra ngoài, cái răng cắn lưỡi. Thở, think. Trong tiếng Việt nó không có cái âm thanh tương tự, mình cố gắng mình đọc thời gian dài mình quen. Think, think. All by myself. All, kết thúc có chữ L trong lưỡi mình. All by myself. Self, L xong rồi F. All by myself. I read all by myself. I color all by myself. I sing all by myself. I play all by myself. I build all by myself. I listen all by myself. I dress all by myself. I think all by myself. Đấy nè mọi người, này là cơ hội để mình luyện mấy cái âm nói nè. Tại vì nó nói qua cái phụ, nó nói qua cái nguyên âm này nè. Tất cả các phụ âm nói qua nguyên âm thì nó nói qua luôn. I read all by myself. Đó, mọi người để ý cái chữ âm nói không? Mình đọc cái âm D xong rồi đọc âm A thì nếu mà đọc nhanh tự nhiên nó tạo ra cái âm thanh đó. Mình không cần phải cố ý gắng sức tạo ra cái âm thanh, nó tự nhiên sinh ra cái âm đó. I read all by myself. I read all by myself. I color all by myself. Cái lưỡi mình nó đang ở chữ R nè, mình đọc qua chữ A luôn thì nó sẽ tạo ra cái âm. I color all by myself. I sing all by myself. I play all by myself. Khi mình đọc chữ Y, đọc qua chữ A, tự nhiên nó tạo ra thành chữ giờ. I play all by myself. Chữ giờ đó nó cực kỳ nhẹ, mình để ý mình sẽ nghe thấy. I build all by myself. I listen all by myself. I trace all by myself. I trace all by myself.
chữ sờ nó nói với chữ a, I trace all by myself đó. Mình đừng có cố gắng đọc âm nói nha mọi người, mình chỉ cần đọc đúng, mình đọc ở một cái tốc độ vừa phải đó, tự nhiên nó sẽ tạo ra cái âm nói, mình không cần quá chú tâm vào cái âm nói, mình chỉ cần chú tâm vô những cái nguyên âm phụ âm của mình đọc cho nó đúng là cái âm nói nó tự nhiên nó sinh ra. I trace all by myself, I think all by myself, I think all by myself. Mình muốn đọc tắt ra thì mình đọc, mình muốn đọc nói thì mình đọc I think all by myself, I think all by myself. Đó. Tùy mình nha, đọc cách nào cũng được. Okay. Còn cái nào nữa nha? Hết rồi nha. À, after school. À, là... Cảm ơn học. Lên level C, level D. Và xong có mình còn nhiều thứ khác để mình luyện tập. Study, study. Play, 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 play. Mình người lớn mình đọc á, mình kiểu như mình quen với tiếng Việt rồi, mình không có để ý cái ngữ điệu á, nhưng mà mấy bạn nhỏ đọc nhanh. Mấy bạn nhỏ khi nào đọc play giống mình đó, play. Đọc y chang như trong bài á mọi người. Dance, act, act, read, read, sing, sing, bike, bike, have fun, để cái chữ mấy cái âm cuối nha, đọc cái chữ n cuối nghe tự nhiên nó hay mà nó đúng, have fun. After school, I like to study after school. Rồi giờ Long sẽ hướng dẫn mọi người đọc cái phần âm nhấn chút xíu nè, à, đọc ngữ điệu trong câu nè. Nhiều mọi người thấy trong câu này cái nào là nội dung chính, cái chữ bôi đỏ này là nội dung chính rồi đúng không, những hoạt động chính sau giờ học ở trường rồi. Thì trong hai cái chữ này, ví dụ khi mình nhấn đây rồi thì cái này nó thành quy luật rồi. Mình khi mình đã đọc qua chữ study, mình không thể nào mà đọc chữ after mà mình nhấn được, mình phải bỏ một chữ, mình đọc qua chữ school. Trừ khi mà mình chủ đích mình muốn nhấn mạnh là tôi muốn làm mấy cái hoạt động này nè sau giờ học, chứ không phải là trong giờ học là trước giờ học, thì mình sẽ có cái cách đọc khác ha. Còn đây nếu mình chọn chữ study để mình đọc nhấn thì mình sẽ đọc nhấn tiếp chữ school. After đọc nhẹ xuống chút xíu. Rồi, I like to, cái like to này á, nó là hai chữ, nhưng mà cái độ dài nó, mình xem giống như nó một chữ á. Hoặc thậm chí á, mọi người có thể xem là I like to là một chữ cũng được nữa, cái độ dài của nó nha. Mình có thể xem một chữ cũng được, nhưng mà để cho dễ đọc thì mình cứ tách ra. I like to là một chữ nè, study là một chữ nè, after đọc nhẹ, school đọc nhấn lên. I like to study after school. Đó. I like to study after school. Đó. Đúng không? Thì cái giờ after này mình đọc nhẹ thôi, đừng có đọc là after school, mình đọc là after school. Đó, đọc cái chữ school này nhấn mạnh là I like to study after school, được không? I like to, nhưng mà mình ít khi nào mình nghe được chữ I like to lắm. I like to giống như I like to school, I xin lỗi, I like to study, I like to study, được không? I like to, chữ like này nó không thành chữ like nữa, nó chỉ là chữ l với chữ t. I like hay chữ like, chữ like đọc nhẹ bỏ chữ k đi. I like to study after school. Được chưa? Hai cái chữ này đọc thành có độ dài bằng một chữ. I like to study after school. Đó. I like to play after school. I like to dance after school. I like to act after school. I like to read after school. I like to sing after school. I like to bike after school. We like to have fun after school. We like to have fun after school. Đó. Mọi người hình dung cái nào không? Hai cái chữ này nó là hai chữ nhưng mà đọc thành một chữ thôi, tức là không phải nó đọc thành một chữ mà là cái độ dài của hai chữ này nó tương đương với một chữ. Có nghĩa là mỗi chữ nó đọc nhanh gấp đôi lên. I không có đọc là I like to read after school. Không có đọc như vậy. I like to read after school. Tức là mình sẽ nghe ba chữ nè. I read school. Đó, mình nghe ba chữ này. I like to read after school. I like to read after school. Nãy giờ Long đọc là Long không đọc chữ I nè. Không phải không đọc mà mình đọc nhanh. Mình muốn làm cho nó nổi lên. I thì mình đọc nổi lên. I like to read after school. I like to read after school.
Còn nếu mình không thèm để học đọc cái chữ, không phải không thèm, mà cái mục đích của mình không phải nói là I hay là you hay là we, mà mình chỉ muốn nói là read after school, thì mình đọc là I like to read after school. Đó, mình có nghe được chữ I không? Không. Nó là một cái âm thanh nó lướt nhẹ qua. I like to read after school. Đó, mình chỉ nghe là read school. À, là biết à, cái anh này anh thích đọc sau giờ học ở trường. I like to read after school. I like to read after school. I like to read after school. Đó, có nhiều cách đọc ha. Nhưng mà để ý là cái chữ nào mà mình muốn đọc nổi rõ lên thì mình đọc nó rõ lên. Còn tất cả những cái chữ khác thì mình đọc nhẹ, đọc lướt qua. I like to read after school. Ok. Rồi, nè đọc tạm 5 bài nha. Bữa sau, tuần sau. Tuần sau Lâm sẽ bám sát vô cái quyển sách này. Lâm sẽ hướng dẫn mọi người, Lâm nghĩ là một bữa mình có thể học được 10 bài. Mọi người cố gắng học nha. Mọi người cố gắng về lên YouTube á, cái này nó có sẵn trên YouTube, mình lên đó mình tìm, mình nghe lại, nghe tới, nghe lui cho nó thuộc. Rồi bữa sau mình qua 10 bài khác. Nếu mà mình học đúng tiến độ thì trong vòng 2 tháng này, cho hết tháng 3 đi, tháng 4, tháng 5 là mình học hết này, tháng 6, tháng 7 mình học qua level C. Nếu không có gì thay đổi. Rồi, hôm nay kết thúc ở đây nha. Tạm biệt mọi người. Chào thầy, chào các anh chị ạ. À, chào mọi người nha. Cảm ơn Hồng, cảm ơn Thái An. Thái An sao đều khẩu trang đó con. Mấy bữa soda cũng ép không mà soda hết rồi đó. Đang tắt mấy cái học. Em cảm ơn thầy, chào thầy và các anh chị ạ. À, chào chào mọi người nha. À, lòng tắt ra. Tắt chào mọi người đi ngủ.